ở Việt Nam của chúng ta thì bắt đầu gần đây có rất là nhiều nguồn quỹ từ nước ngoài họ đổ vào. Tuy nhiên cứ hơn 90% đó là cũng là nguồn quỹ đổ vào cho các cái doanh nghiệp lớn. Thị trường nước ngoài, dòng tiền nước ngoài bắt đầu họ quan tâm tới Việt Nam về cái mảng kinh doanh. Tuy nhiên cũng dành cho những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp ra ngô, ra khoai và họ đầu tư để họ phát triển mạnh lên. Vậy thì trong các cái nguồn quỹ á thì các bạn cứ đừng cứ nghe cái quỹ nước ngoài vào là các bạn la vào liền, nó không có đâu. Các bạn chỉ nghe cái quỹ nào nó có tên là quỹ đầu tư mạo hiểm. Tại sao nó có cái tên kỳ lạ vậy? Tại sao nó lại là có cái quỹ đầu tư mạo hiểm? Bởi vì hỗ trợ cho khởi nghiệp là mạo hiểm. Các bạn nên nhớ vậy. Người ta thống kê cứ 100 dự án mà ra khởi nghiệp thì hết gì hết 90 dự án sau 2 năm nó chết rồi. Còn khoảng 10 dự án là nó sống, nhưng mà 10 dự án đó nó không có sống, không có nghĩa là nó sống được tới 5 năm đâu nó lại còn chết nữa. Nó là người ta nói cái từ mạo hiểm, nghĩa là đầu tư vốn vào cái chỗ đó là chết nhiều, nên người ta mới gọi là quỹ đầu tư mạo hiểm. Các bạn cứ nghe chỗ nào mà quỹ đầu tư mạo hiểm, đó là những cái quỹ mà thường đầu tư cho mấy ông khởi nghiệp. Còn những cái quỹ kia thì họ không có quan tâm tới đối tượng khởi nghiệp đâu, vì nó rất là rủi ro. Họ chờ doanh nghiệp nó lớn lên đã rồi họ mới đầu tư. Các bạn nhớ ra điều này chưa, cho họ không có đầu tư ngay cái chỗ chúng ta mới khởi nghiệp. Hoặc là các bạn nghe những nhà đầu tư thiên thần là cũng như ý hồi nãy mình nói là nhà đầu tư thiên thần, là có những người họ vốn họ rất là nhiều, họ dư tiền rất là nhiều, ok mà, và họ chuyên đi tìm một số những cái dự án họ thích và họ đổ tiền vào, họ hỗ trợ. Cái đó là gọi là những nhà đầu tư thiên thần. Ý như là họ đi giúp lại cho xã hội, các bạn, họ giúp đời vậy. Cái đó gọi là nhà đầu tư thiên thần. Thì cái bí quyết để mà các bạn tiếp cận được cái nhà đầu tư thiên thần á, nghĩa là cái con người của bạn là chủ yếu. Cái con người của bạn là chủ yếu. Chứ chắc là cái dự án là họ đã, không phải là dự án họ hay là họ chọn đâu. Tất cả các nhà đầu tư thiên thần họ đều tập trung, các cái quỹ đầu tư mạo hiểm họ đều tập trung vào cái con người của bạn á, cái năng lực của bạn á. Bởi vì cái quỹ đầu tư mạo hiểm các bạn biết nó là công nghệ, họ có được cái cách làm sao để mà đưa một dự án lên, cái cách làm sao họ có hết rồi các bạn. Chỉ họ tập trung vào cái con người của bạn, con người của bạn phải khát khao, phải đam mê cháy bỏng. Cái nhiệt huyết kinh doanh á, tức là họ nhìn thấy ra được con người bạn, gọi là một cái từ gọi là nó có cái tố chất của một người ra khởi nghiệp, có một tố chất, có một tính cách của một người chứng minh ra kinh doanh, làm hết mình về nó, thì cái đó mới là cái mà mấu chốt để các bạn thu hút được những cái nguồn quỹ từ nhà đầu tư thiên thần hoặc là những cái nguồn quỹ từ quỹ đầu tư mạo hiểm ra khởi nghiệp mà không có tự tin tới gặp nhà đầu tư thì cứ run ok mà lạp cặp rồi vậy thì chúng ta giải quyết được cái vấn đề gì, ok mà. Có một lần mình xem một cái bộ phim của Mỹ và mình chứng kiến một cái ông nhà đầu tư thiên thần nói như vậy nè. Hôm đó có một cái cậu bé, ok mà, tới thuyết trình cho cái ông nhà đầu tư đó là muốn ổng đầu tư vào một cái dự án của cậu bé đó, ok mà. Thì khi mà cái cậu bé đó thuyết trình A, B, C thuyết trình dự án á, thì ổng mới hỏi cái cậu bé nó như vậy nè, tôi muốn anh, ok mà, đưa viết rất là rõ ràng bằng tay những cái dự án, những cái điều anh nói đó, anh trình bày đó ra cái tờ giấy cho tôi. Thì cái cậu bé đó mới nói như vậy nè, vậy thì những gì hôm nay giờ tôi trình bày thì ý tưởng của tôi trình bày hết ra rồi đó cho ông rồi đó, thì ông được thì ông đầu tư chứ tại sao ông bắt tôi phải ghi ra giấy này. Cái ông nhà đầu tư ông đập bàn về một cái nè, đập rất bập vậy đó, ông nói như này, tôi cần gì cái ý tưởng của anh, tôi có đầy những cái ý tưởng, cái mà tôi cần nhất á là tôi biết rằng là anh phải ghi ra, và tôi biết rằng cái tố chất cái con người anh qua những cái bản của anh ghi đó, còn tôi cần đến những cái ý tưởng của anh. Cái bạn hình dung ra điều này chưa? Cái nhà đầu tư tiên thần á, cái quỹ đầu tư họ rất cần cái con người của bạn, họ muốn nhìn thấy bạn, ông bắt ghi bằng tay nha, không có bắt ghi đàn máy nha, họ muốn nhìn bạn, cái con người của bạn nó thể hiện qua từng cái nét chữ,
từng cái tính cách đó nó như thế nào, họ mới đầu tư vào. Chưa chắc cái ý tưởng của bạn hay họ đã tập trung rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.